này mình tập là 4 nhịp các bạn nhá. Tập xong thì mình phải thư giãn và thả lỏng. Nhớ nhá, tập 4 vòng, mỗi vòng các bạn nghỉ khoảng 30 giây, sau đó thực hiện lặp lại. Và kết thúc mỗi vòng, kết thúc 4 vòng thì chúng ta thư giãn thả lỏng. Bạn có thể chọn một cái bài yoga nào đó, bài chào mặt trời chẳng hạn, để giúp giãn cơ. Chứ nếu không thì kết thúc buổi tập là các bạn hay bị đau lưng và mỏi cơ. Nhớ nhá, phải trả cơ sau khi kết thúc buổi tập. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Xin chào.